tiên tri chấn động chính xác 100%, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, được lộc bề trên, may mắn ngập trời, trúng số liên tiếp, ôm tiền tỷ về nhà, đổi đời cực giàu có, đón Tết 2024 âm lịch giàu sang nhất họ. Không còn vận hạn tai ương, thiên thời thuận lý cửu trường khai quang, bốn bề hoạn nạn thênh thang, quý nhân tương trợ soi đường vận may, tứ phương lộc ở nơi này, đôi đường dẫn lối vận may tốt lành. Hoan hỉ chào mừng quý cô bác anh chị đã đến và đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Tân Dậu sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Tân Dậu hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Tân Dậu phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng, anh chị tuổi Tân Dậu đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Tân Dậu không được dễ dàng là mấy. Tân Dậu thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Tân Dậu hãy luôn cảm thấy biết ơn, ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Tân Dậu những điều bất như ý anh chị nhé, vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ. Bản mệnh Tân Dậu hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Tân Dậu đang có, dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời. Bởi vì dù muốn hay không muốn, nó vẫn xảy đến với cuộc đời Tân Dậu, vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp anh chị Tân Dậu nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, anh chị dẫu có gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết gieo vui, trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10. Nếu tâm của Tân Dậu thay đổi, thì thái độ của Tân Dậu cũng sẽ thay đổi theo, thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi. Và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Tân Dậu sẽ thay đổi, tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Tân Dậu chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Anh chị Tân Dậu thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, anh chị sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi ấy bản mệnh Tân Dậu có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chím sắc xuân, tân ngân ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về tới. Nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ. Nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của anh chị. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời giúp người anh chị nhé. Và ngay bây giờ, không để anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời anh chị cùng theo dõi. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Con gà tượng trưng cho sự tự tin, kiêu ngạo và tích cực, những người tuổi Dậu là người sôi nổi và có vẻ bề ngoài loè loẹt, tuy nhiên họ cũng là người trung thành, đáng tin cậy với tính cách trung thực và thẳng thắn. Những người tuổi Dậu thường là những người cứng rắn, kiên cường, ý chí mạnh mẽ, họ cũng là những người khá nóng nảy và không đủ kiên trì với những ai không theo kịp nhịp độ của họ. Do họ quá thật thà thẳng thắn, đôi khi họ không để ý đến cảm giác của người khác, dễ làm tổn thương người khác. Thực tế, những người tuổi Dậu lại là những người rất phức tạp và có đôi chút phù phiếm. Đặc biệt, họ là những người dí dỏm, tràn trề sức sống. Những người tuổi Dậu thường có xu hướng tỉ mỉ, chi tiết và cầu toàn, họ cũng có thể là những nhà quản lý giỏi. Đối với những người cầm tinh con gà, vị trí của họ trong cộng đồng là hết sức quan trọng. Vì thế họ sẵn sàng bỏ thời gian và công sức để tiến thân theo cách của mình, chậm rãi mà có phương pháp. Họ thích sự phô trương, thích những nơi sang trọng lộng lẫy và những dịp lớn khi họ có thể mặc những bộ cánh sang trọng và thời thượng nhất của mình. Nhưng sự đam mê thật sự của họ là hòa mình với thiên nhiên. Những người tuổi Dậu thường rất hãnh diện về gia đình của mình và họ là những người quản lý gia đình rất hiệu quả. Họ thích sự ngăn nắp gọn gàng, nhà cửa lúc nào cũng phải tươm tất. Đối với họ, sự sạch sẽ vệ sinh luôn được đặt ở vị trí hàng đầu. Họ thuộc tuýp người ưa chuộng truyền thống. Những người này thường thích trang trí đồ gỗ nội thất trong nhà. Trong số những người cầm tinh con gà, có nhân vật là đại biểu với tính cách giàu ảo tưởng, hành động vì trượng nghĩa. Ông ta tự cho mình là anh hùng không hề biết sợ, sẽ làm thay đổi thế giới. Thật ra, đặc trưng của người tuổi Dậu có bề ngoài là người cấp tiến, tự cho mình là tài giỏi, nhưng trong lòng lại rất bảo thủ, cố chấp. Họ là người ưa tranh luận mà bất chấp người khác có cảm giác thế nào,
Họ luôn cho rằng mình đúng và không thừa nhận bất kỳ một khuyết điểm nào. Người tuổi Dậu thích được người ta khen ngợi. Khoa trương, khi bị một ai đó phê bình, họ sẽ dùng đủ mọi cách phản bác, không thừa nhận sai lầm của mình. Song dù như thế nào thì mọi người vẫn yêu mến họ. Bởi tính cần cù chịu khó, trong lĩnh vực kinh tế họ là nhà quản lý có tài. Họ biết làm sao để cân đối các khoản thu chi một cách đúng đắn nhất. Tính cách của người tuổi Dậu cơ bản được phân thành hai loại. Một loại thích nói chuyện phiếm, hay nói lung tung, tính cách sôi nổi. Còn loại kia là những người giỏi quan sát, biết đoán ý người khác qua lời nói, sắc mặt. Hai nhóm người này rất khó sống với nhau. Người tuổi Dậu có không ít những phẩm chất tốt để bù đắp những khiếm khuyết của bản thân. Họ rất tinh nhanh, năng nổ, khả năng tổ chức cao, nghiêm túc, chăm chỉ, thẳng thắn, biết cách giải quyết khó khăn. Họ dám đứng ra vạch trần những hành vi xấu xa, nghiêm khắc phê bình người khác. Cùng đi với những ưu điểm này là khuyết điểm thích tranh cãi, luôn muốn khoe khoang những kiến thức uyên bác của mình, không hề quan tâm đến cảm giác của người khác. Nhưng một khi gặp thất bại họ cũng không sa sút tinh thần. Phương pháp của họ là nói quan điểm của mình cho từng người một, để mọi người tin họ, đứng về phía họ. Người tuổi Dậu cầu toàn, luôn mưu cầu sự tận thiện, tận mỹ. Họ khá nhạy cảm với những vấn đề có tính lý luận. Khi xử lý giải quyết một vấn đề họ luôn hành động theo một khuôn khổ định sẵn. Cũng chính vì thế mà khi gặp bất kỳ một điều gì ngoài dự tính họ đều lúng túng, thậm chí không thể xử lý được. Tuy nhiên, họ là người tài giỏi, chịu khó, có năng lực tổ chức cao, thẳng thắn, trung thực, làm việc dứt khoát, quyết đoán. Người sinh năm Dậu có tướng mạo thu hút người khác, đặc biệt là nam giới khôi ngô tuấn tú, mạnh mẽ kiên cường. Họ cũng rất tự hào về tướng mạo của bản thân muốn thể hiện mình. Mọi người không thể thấy được sự lười biếng của họ, vì họ thường có vẻ ngoài được tôn kính, đoan trang, đàng hoàng. Cho dù trong số họ có ai là người thạnh thùng nhất thì trước mặt mọi người người đó vẫn tỏ ra là tháo vát, nhanh nhẹn, thể hiện hết khí chất tính cách của mình. Người sinh năm Dậu là những diễn viên tuyệt vời, họ thường là nhân vật trung tâm trong mọi hoạt động, thường là vẻ đẹp lấp lánh thu hút mọi người, tính cách của họ sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác. Mỗi một cử chỉ hành động đều được mọi người chú ý, họ mang tâm tư vui vẻ, cử chỉ tính cách nhạy bén, thường không bỏ bất cứ một cơ hội nào để đưa bản thân vượt qua nguy hiểm và đạt thành công. Họ có tài năng diễn xuất và khả năng viết lách, họ có thể tranh luận bất cứ vấn đề nào và bất cứ lúc nào. Nếu bạn muốn tranh luận với họ về một vấn đề nào đó, thì bạn rất dễ gặp thất bại. Khi người tuổi Dậu rơi vào trạng thái tiêu cực, họ sẽ nghĩ ra mọi cách để giữ nguyên ý mình, vì họ tin mình là đúng, chỉ công nhận ưu điểm của bản thân. Thế nhưng nếu chúng ta phân tích kỹ một chút nội tâm của họ, thì sẽ phát hiện ra mục đích mà họ làm như vậy chỉ là muốn xác định giá trị của họ. Cho nên họ không muốn nhận thức chân thật về bản thân, cũng không nên khoe khoang, khoa trương với họ mà gặp bất lợi. Nếu người tuổi Dậu sinh đúng vào lúc tảng sáng hay hoàng hôn, thì họ sẽ có đặc điểm nói dài, càng không may là những người này thường thổi phồng, khuếch trương lời nói của họ, không hề nhận ra sai lầm, không có một đề tài nào mà họ đưa ra mang ý nghĩa đứng đắn. Người tuổi Dậu sinh vào ban đêm thì hoàn toàn ngược lại, họ cực kỳ nghiêm túc, không giỏi giao tiếp, lãnh đạm với mọi người giống như một con mọt sách, thậm chí tính tình hơi lập dị khó đoán trước. Tuổi Dậu là những người sống theo nguyên tắc kỷ luật và có khuôn mẫu nhất định. Khi làm việc họ thường sa vào những lối mòn cũ kỹ, thiếu đi sự mới mẻ sáng tạo. Tuy nhiên, sự cần cù, chịu thương chịu khó của những người tuổi Dậu đã giúp họ xây dựng lên một sự nghiệp vững chắc, ổn định mà không phải ai cũng có thể đạt được. Những người này khá chăm chút vẻ bề ngoài, vì vậy họ sẵn sàng chi trả một khoản tiền lớn để làm đẹp, mua sắm. Tuổi Dậu sẽ không bao giờ trưng diện những món đồ tầm thường kém độc đáo. Khi xuất hiện trước đám đông, họ phải thật nổi bật với những bộ trang phục lộng lẫy, hợp mốt và không đụng với bất kỳ ai. Nếu làm việc với những người tuổi Dậu, bạn sẽ thấy rằng họ thật tỉ mỉ, cẩn thận và cầu toàn. Đôi khi tuổi Dậu mất thời gian vào những vấn đề không cần thiết. Dù bạn có cố khuyên nhủ, họ cũng sẽ bỏ ngoài tai và tiếp tục duy trì phong thái làm việc ung dung của mình. Những người phụ nữ tuổi Dậu được mệnh danh là con người của thời đại. Họ không chỉ đảm đang, tháo vác việc nhà mà còn có thể độc lập xây dựng kinh tế cho mình. Sự mạnh mẽ, giỏi giang, uy quyền của họ khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Bạn sẽ ít khi thấy tuổi Dậu có rảnh rỗi, bởi đa số họ dành thời gian để phát triển công việc và bản thân mình. Sự chăm chỉ ở tuổi trẻ sẽ mang lại cho họ một tương lai tươi sáng, sung sướng và giàu sang. Tuy nhiên, đôi lúc tuổi Dậu chủ quan làm việc quá sức, bởi vậy họ hay gặp phải những biến cố về sức khỏe. Người tuổi Dậu không quá quan tâm đến tiền bạc và là mẫu người có tinh thần tự lập cao. Họ luôn biết trân trọng những gì đã đạt được và biết vượt qua khó khăn trong cuộc sống để vươn lên. Tính cách này có thể mang đến cho họ sự phù hợp khi bước chân vào lĩnh vực chính trị. Bên cạnh đó, họ còn là người có tư duy nhạy bén và lòng dũng cảm. Nếu hoạt động ở lĩnh vực an ninh, quân đội,
họ sẽ mau chóng được đề bạt lên chức vụ cao. Ngoài ra, người tuổi Dậu còn có thể lực tốt, sức khỏe dẻo dai, ưa thích các hoạt động thể thao. Nếu trở thành vận động viên cũng rất phù hợp với họ, khả năng thuyết phục tốt, tài tạo lập quan hệ. Người cầm tinh con gà hoàn toàn có thể đảm đương công việc ngoại giao. Đó là lĩnh vực mà họ nên thử sức mình nếu muốn trở nên nổi tiếng và có cơ hội làm giàu. Người tuổi Dậu còn rất khéo tay, tỉ mỉ, cẩn thận và cần mẫn, đặc biệt là nữ giới. Do vậy, họ cũng nên tìm đến những công việc như liên quan đến hóa trang, may mặc hay lĩnh vực giải trí. Doanh nhân tuổi Dậu tài giỏi, có năng lực tổ chức và lãnh đạo. Đa số doanh nhân tuổi Dậu là người khá cầu toàn. Do đó họ luôn đặt ra yêu cầu cao đối với bản thân cũng như với người xung quanh. Thế nhưng họ thường hành động theo một khuôn thức định sẵn trong tư duy. Khi giải quyết một vấn đề nào đó, vì tính cách cứng nhắc này, khi gặp những vấn đề mới ngoài dự kiến, họ đều lúng túng, thậm chí không xử lý được. Tuy nhiên, nếu biết linh hoạt mềm dẻo khi nhìn nhận và giải quyết vấn đề thì công việc của họ sẽ tiến triển thuận lợi hơn. Tận tụy, tích cực và chăm chỉ làm việc là hai đặc điểm của người tuổi Dậu, giúp họ thành công trong sự nghiệp. Họ cũng có xu hướng đặt sự nghiệp làm mục tiêu hàng đầu trong cuộc đời. Có thể nói, cuộc đời của người tuổi Dậu gặp phải khá nhiều khó khăn, trắc trở. Vào những thời điểm quyết định, nếu xử lý công việc không tốt, họ sẽ gặp phải nhiều khó khăn, thất bại trên con đường sự nghiệp. Họ không phải là những người luôn có cuộc sống sung túc, nhưng cũng không đến mức nghèo khổ, chật vật. Tuy gia cảnh từ nhỏ có thể gặp nhiều khó khăn hơn người khác, nhưng với ý chí kiên cường chắc chắn họ sẽ vượt qua. Nếu biết nhìn nhận thực tế và luôn giữ vững tinh thần lạc quan, không chạy theo hư vinh, thì cơ hội thành công dành cho họ sẽ rất lớn. Với óc sáng tạo, tầm nhìn xa trông rộng, biết định hướng cho tương lai, thái độ làm việc nhiệt tình chu đáo, người tuổi Dậu luôn đi trước người khác một bước trong mọi việc. Cũng chính vì những ưu điểm đó mà tuy có tài nghệ thuật, âm nhạc, văn học, nhưng rất ít người tuổi Dậu hứng thú khi theo đuổi những ngành nghề này. Ngay từ nhỏ, người tuổi Dậu đã có nhiều ước vọng lớn lao, họ sống có lý tưởng cao đẹp, nên họ thường được rất nhiều người yêu mến, giúp đỡ, tạo cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, là những người thiên về tính thực tế, logic, rõ ràng, không ủy mị hay dễ xúc động, vì thế họ rất thích hợp với những ngành nghiên cứu. Thống kê, họ là những người rất giỏi và tài năng trong những việc như kế toán, quản lý tiền bạc, tài chính, họ còn là những người có khả năng tổ chức cao. Về cuộc đời, sinh Tân Dậu thông minh, hiếu nghĩa, hiếu học, biết phân biệt phải trái, nhưng sống cô lập, duyên phận nhạt nhẽo với anh em, không đông con, thời trẻ vận khí tốt đẹp, trung niên không hay, vãn niên lại có phúc phận, có thể phú quý. Có thuyết cho rằng, người Dậu suốt đời có tài lộc, nhưng có bệnh mãn tính phải chú ý dưỡng sinh, nên làm việc từ thiện thì trường thọ. Theo tình hình thông thường, trong lịch trình sinh mệnh của người tuổi Dậu, từ thời niên thiếu đến khi về già đều xuất hiện sóng gió rất lớn và sẽ có sự lên cao, xuống thấp rất rõ. Đương nhiên những sóng gió và khó khăn này thường không ảnh hưởng lớn đến bạn lắm, nhưng vào những lúc gấp rút mà bạn xử lý không đúng thì sẽ làm hỏng một số cơ hội rất tốt hoặc để lại cho bạn bản thân những phiền muộn lớn, thậm chí còn làm cho mình ngã không đứng dậy được, hối hận đến suốt đời. Thời niên thiếu cuộc sống của bạn không được bằng phẳng lắm, có thể bạn vừa vươn lên được bằng người thì đã đứng trước biết bao khó khăn, hoàn cảnh gia đình không giàu có gì. Để sinh sống, bố mẹ bạn phải đi xa để làm ăn và không thể chăm sóc bạn đầy đủ, bạn lúc no, lúc đói, phải dựa vào sự giúp đỡ của những người tốt bụng để lớn lên. Nhưng nói chung, vận số của bạn không hoàn toàn xấu, mặc dù bạn cả đời vất vả, nhưng kết quả lại không tầm thường. Chỉ cần bạn chú ý thật nhiều vào việc thực hiện mọi việc, không nên quá theo đuổi những điều huyễn hoặc, thì cơ hội thành công sẽ rất lớn. Về phương diện tài vận, với tính cách đặc hữu của người tuổi Dậu, sẽ giúp bạn biến hy vọng nhỏ thành rất lớn, và với lý tưởng cao cả đó, cả đời bạn sẽ có tài vận rất tốt. Mỗi khi bạn cảm thấy túi cạn tiền, là tự nhiên sẽ có con đường thu nhập khác giúp bạn giải quyết được mọi vấn đề. Bạn không giỏi việc chèn ép người khác để kiếm tiền cho có thu nhập ổn định, hy vọng sau này có thể tự lập nghiệp. Vì thế, tuy bạn có chuyên tâm vào công việc mà bạn yêu thích, nhưng rất khó tránh khỏi thu nhập thấp làm bạn cảm thấy đau khổ. Nhưng nhìn về lâu dài thì tài vận của bạn khá tốt. Ngoài ra, bạn có tính xa xỉ bẩm sinh, rất muốn có những đồ vật quý hiếm, nên thường không tiếc tiền bỏ ra số tiền lớn để mua. Vì thế việc chi tiêu thường vượt quá mức thu nhập. Hơn nữa, cùng với việc thu nhập tăng cao thì số tiền chi tiêu cũng tăng cao. Nếu bạn muốn để dành tiền, chi bằng hãy dùng tiền để mua cổ phiếu, chứng khoán, bất động sản hoặc món hàng nghệ thuật. Đó là phương pháp vận dụng để giữ tài sản tốt nhất dù gặp nhiều khó khăn. Nhưng tuổi Dậu là những người có ý chí, quyết tâm vững vàng. Họ không bao giờ bị khuất phục trước bất kỳ điều gì. Càng về sau tài lộc càng dồi dào, không lo thiếu thốn về tài chính. Tuổi Tân Dậu là những người độc lập, luôn tự mình giải quyết công việc, không ỷ lại dựa dẫm vào người khác.
họ giỏi trong việc kiếm tiền và cũng không ngần ngại chi tiêu chúng. Thậm chí tuổi Dậu còn chi tiêu một cách hoang phí, chả bao giờ những người này tiết kiệm được tiền của. Bởi vậy dù tài chính rất mạnh, nhưng tuổi Dậu vẫn thường xuyên trong tình trạng rỗng túi. Tổng quan tử vi năm 2024, người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Bản mệnh sinh từ ngày mùng 5 tháng 2 năm 1981 đến ngày 24 tháng 1 năm 1982 dương lịch, thuộc tuổi Tân Dậu, cầm tinh con gà. Thiên can Tân kết hợp với địa chi Dậu, mang ý nghĩa long tàng chi kê, gà trong lồng, tuổi 1981, mệnh mộc, thạch lựu mộc, gỗ cây lựu đá. Xét theo thuyết ngũ hành, mệnh mộc của nam Tân Dậu 1981 tương sinh với mệnh hỏa của năm Giáp Thìn 2024, thiên can Tân bình hòa với thiên can Giáp, địa chi Dậu lục hợp với địa chi Thìn, như vậy là rất tốt. Trong năm 2024 này, nam nữ tuổi Dậu 1981 sẽ có nhiều thuận lợi và thử thách hơn so với năm cũ. Nếu vận may tới mà biết nắm bắt thì sẽ chuyển hóa được thành cơ hội, gặt hái được nhiều thành quả. Bản mệnh nên chuẩn bị cẩn thận mọi việc, lúc nào cũng khiêm tốn, sẵn sàng học hỏi để chờ đợi thời cơ. Vận trình tử vi tuổi Tân Dậu trong năm Giáp Thìn cũng giống như một hành trình leo núi, dốc núi tuy gập ghềnh, nhưng khi chinh phục được đỉnh núi thì có được tầm nhìn xa trông rộng, hưởng thành quả mỹ mãn. Điều này nhắc nhở bản mệnh luôn phải kiên trì, nỗ lực, không kiêu ngạo khi gặp thuận lợi, không nản chí khi gặp khó khăn, bởi phía trước luôn có những điều mới đang đón đợi. 1. Sao chiếu mệnh. Năm 2024, nam mạng tuổi Tân Dậu có sao Thái Âm chiếu mệnh. Trong hệ thống sao Cửu Diệu, Thái Âm là các tinh chủ về giàu sang tài lộc. Trong năm này, đường công danh sự nghiệp của mệnh chủ được danh lợi như mưu cầu, làm việc gì cũng có người giúp đỡ, nhiều cơ hội phát tài. Những việc liên quan đến đất đai, nhà cửa như mua, bán, sửa chữa cũng đều cát lợi, cuộc sống gia đình, sức khỏe dễ được tốt đẹp vui vẻ. Với nữ mạng, năm 2024 nữ mạng tuổi Tân Dậu gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh, đây là một trong những hung tinh trong bảng sao hạn 2024, chủ về các tai họa bất ngờ. Sao này sẽ gây ra biến động cho cuộc sống của những nữ mạng Tân Dậu có tính cách tiêu cực, nóng vội. Còn nếu bản mệnh là người lý trí, bình tĩnh trước mọi việc thì không cần quá lo lắng, phúc vận không phải nghiễm nhiên mà có, đó là thứ bản mệnh cần phấn đấu. Ở tuổi 44, bản mệnh đã tích lũy đủ trí tuệ và kinh nghiệm sống để quyết định hạnh phúc của mình. Chỉ cần đối diện vấn đề với thái độ tích cực, chăm chỉ, chính trực thì cuộc sống sẽ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. 2. Vận hạn. Nam mạng tuổi Tân Dậu trong năm Giáp Thìn này gặp hạn Diêm Vương, đây là vận hạn cho nữ giới về thị phi, tai tiếng. Còn nam giới thì không sao, vì thế mệnh chủ Tân Dậu nam mạng có thể yên tâm phần nào nếu làm ăn ngay thẳng, chăm chỉ trong công việc, duy trì năng lượng tích cực, bớt suy nghĩ lo âu thì may mắn sẽ đến, vận hạn cũng theo đó được giảm trừ. Với nữ mạng tuổi Tân Dậu trong năm Giáp Thìn này gặp hạn Thiên La, vận hạn này chủ về sức khỏe, tinh thần. Bởi vậy bản mệnh nên đặt sức khỏe của bản thân ở vị trí ưu tiên, tránh xa những nỗi âu lo phiền muộn để duy trì cho bản thân năng lượng tự chữa lành. Để giảm trừ vận hạn, nữ mạng tuổi Dậu 1981 nên lập kế hoạch chăm sóc cơ thể, ăn uống lành mạnh hàng ngày. Ngoài ra có thể tìm kiếm sở thích cá nhân như âm nhạc, thể thao, đọc sách để đời sống tinh thần thêm phong phú. 3. Vận niên. Vận niên của nam nữ tuổi Tân Dậu trong năm 2024 là mã ngộ đao, tức là ngựa bị thương. Năm có vận niên này nhắc nhở bản mệnh thận trọng trong sự nghiệp, tài chính, để tránh bị thiệt hại. Khi đối nhân xử thế nên đặt chữ nhẫn lên hàng đầu, không trách cứ hoàn cảnh thì cuộc sống ngày một cải thiện hơn. Tổng quan tử vi tuổi Tân Dậu 1981 Tết 2024 âm lịch. Theo dõi vận trình tử vi 12 con giáp nhận thấy, trong Tết Giáp Thìn năm 2024 âm lịch, công việc của người tuổi Tân Dậu có nhiều chuyển biến tích cực. Đầu năm mới hành sự hanh thông, hứa hẹn gặt hái kết quả tốt lành, cơ hội thay đổi về chức vụ, vị trí hay chuyên môn đã đến. Chỉ cần giữ vững tinh thần làm việc hăng say, cầu tiến, lên kế hoạch và mục tiêu rõ ràng, thì với tuổi Tân Dậu không gì là không thể. Tài vận có dấu hiệu khởi sắc, chính tài khá vượng, có cơ hội được tăng lương, tuy nhiên, thứ tài chưa ổn định, nếu có đầu tư chỉ nên tiến hành ở hạng mục có quy mô nhỏ, tránh tình trạng tham thì thâm. Về phương diện tình cảm, người độc thân thờ ơ với lời kết thân, tỏ tình của người khác giới, luôn có cảm giác mất an toàn trong tình yêu. Cảm xúc bị kìm nén chặt, khó mà tìm thấy hạnh phúc. Nếu đã có đôi có cặp, khả năng cao đám cưới của hai bạn sẽ được tổ chức ngay trong tháng riêng này. Về sức khỏe, tuổi Tân Dậu chú ý đi lại cẩn thận,
Hạn chế tiếp xúc với các đồ vật sắc nhọn, dễ bị chấn thương, chảy máu, tai nạn bất ngờ do thiên hình hung tinh gây ra. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Tân Dậu 1981, Tết 2024 âm lịch. Theo dõi tử vi khoa học nhận thấy, vận trình công việc của người tuổi Tân Dậu tiến hành khá suôn sẻ trong thời điểm đầu xuân năm mới 2024 âm này. Đầu năm mọi việc chưa quá tất bật, bản mệnh ung dung xử lý mọi việc, ít phát sinh sự cố bất ngờ, kiểm soát tốt mọi việc trong tầm tay. Tháng này có một vài thay đổi, di chuyển về vị trí, chức vụ hoặc tính chất công việc, có thể bạn sẽ phải cân đo lưỡng lự khá nhiều. Cẩn thận kẻo bỏ lỡ cơ hội thay ra đổi thịt, hãy tự tin và quyết đoán hơn, bạn sẽ có được điều mình mong mỏi bấy lâu, làm việc gì cũng thế. Tuổi Tân Dậu đừng quên lập kế hoạch cụ thể cho mình, chỉ khi có mục tiêu rõ ràng, kế hoạch tỉ mỉ, kết quả mới thực sự khiến bạn hài lòng. Tháng này công việc kinh doanh, buôn bán có phần bớt náo nhiệt, đầu năm mới sức mua giảm, tuổi Tân Dậu hãy cứ thảnh thơi lên kế hoạch kinh doanh kế tiếp, không đi đâu mà vội, nếu có chiến lược kinh doanh rõ ràng, sớm muộn gì bạn cũng sẽ có được thành công như mong đợi. Xét phương diện tài lộc tuổi Tân Dậu 1981, Tết 2024 âm lịch. Theo tử vi 12 con giáp năm 2024 âm lịch nhận thấy, tài vận đầu năm mới của người tuổi Tân Dậu có dấu hiệu khởi sắc, nhờ có chính tài nâng đỡ, theo đó, thu nhập chính tăng lên đáng kể, điều đó kèm theo dấu hiệu tăng lương hoặc mức thưởng cố định. Tình hình kinh doanh, buôn bán, tuy không tấp nập nhưng cũng không tới mức thua lỗ, nếu mới tập tành kinh doanh bạn cũng đừng quá lo lắng, mọi việc có sự chuyển biến về sau, đừng nản lòng quá sớm. Tháng này, nguyệt lệnh lâm đất tử, gây bất lợi về mặt thứ tài, vì thế, tuổi Tân Dậu đừng trông chờ vào những việc mang tính đỏ đen, hên xui, mà hãy suy nghĩ và hành động theo hướng thực tế, để không bị hao tốn tiền của. Nếu có ý định đầu tư vào hạng mục nào đó, bạn hãy bắt đầu với hạng mục nhỏ lẻ trước. Dù nhiều tiền trong tay cũng không nên mạo hiểm theo kiểu ném tiền qua cửa sổ được, hãy tiến hành chậm nhưng chắc, tránh bị tiểu hao dụ dỗ, gây phá tán không ít tiền bạc. Theo lịch vạn niên và phi tinh tháng, có bát bạch chủ tài lộc gặp phải ngũ hoàng đại sát tinh ở hướng Tây Nam, tài khí rất dễ bị tổn hao. Tuổi Tân Dậu lưu ý không tiến hành động thổ hay để các vật quá nặng hoặc gây ra tiếng ồn ào tại phương vị này. Ngoài ra, nhằm thúc vượng tài khí, giúp công việc kinh doanh thêm phát đạt, bản mệnh có thể đặt biểu tượng cóc ngậm tiền hoặc đơn giản là treo một tờ giấy màu đỏ ở hướng Tây Nam ngôi nhà. Xét phương diện tình duyên tuổi Tân Dậu 1981, Tết 2024 âm lịch. Xem tử vi 12 con giáp nhận thấy, vận trình tình cảm của người tuổi Tân Dậu khá hanh thông, những ai đã có đôi có cặp khả năng cao sẽ tiến hành đám cưới ngay trong đầu năm này. Một số cặp đôi còn đón tin vui về chuyện con cái, mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng cũng dần được tháo gỡ, không còn gay gắt như trước. Tuy nhiên, người độc thân lại không vượng đào hoa, nhân duyên khác giới kém, lại thêm nhất bạch chủ đào hoa gặp phải thất xích chủ về phiền nhiễu, thị phi. Theo đó chuyện tình cảm bất thuận, nhằm hóa giải thị phi, đồng thời thúc vượng đào hoa, tuổi Tân Dậu có thể đặt biểu tượng gà trống chấn trị đào hoa ở phía đông nam ngôi nhà. Xét phương diện sức khỏe tuổi Tân Dậu 1981, Tết 2024 âm lịch. Trong năm nay, anh chị tuổi Tân Dậu cần chủ động rèn luyện sức khỏe nhiều hơn, thay đổi lối sống lành mạnh, kiểm tra sức khỏe thường xuyên để có những cải thiện tốt, kịp thời giúp phòng trừ bệnh tật. Năm 2024, nam nữ mạng Tân Dậu nên siêng năng vận động, có kế hoạch ăn uống khoa học, nghỉ ngơi hợp lý. Việc đi ngủ sớm mỗi tối là liều thuốc giúp trẻ hóa cơ thể đơn giản nhất. Bên cạnh đó, mệnh chủ cũng nên tránh làm việc quá sức, sẽ dễ khiến tinh thần mệt mỏi, mất năng lượng. Quý vị thân mến, để năm 2024 âm lịch hanh thông thuận lợi thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt các tính của sao tốt và cách giải hạn trong năm để anh chị có một năm mới bình an, may mắn. 1. Kích hoạt các tính của sao Thái Âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz xanh dương, đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu. Nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản, trong năm được sao Thái Âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc, vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không vụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng không ngại ngần giúp đỡ người khác, thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh,
dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. 2. Cách hóa giải hạn Diêm Vương năm 2024. Hạn Diêm Vương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp đã mắc bệnh lâu ngày. Để hóa giải vận xấu gia chủ nên với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời, cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian, điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý, như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Đầu năm xem tuổi xông nhà là truyền thống của người Việt để cầu những điều tốt lành, an vui và may mắn cho năm mới. Theo đó, người đến xông nhà là những người hợp tuổi, có phúc khí, sống lương thiện thì sẽ đem đến cho gia chủ tài lộc thịnh vượng. Gia chủ tuổi Dậu 1981 nên chọn các con giáp tuổi Tỵ, Sửu theo tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu hoặc tuổi Thìn theo nhị hợp, Dậu, Thìn đến xông nhà đầu năm. Ngoài ra cũng có thể chọn những người mệnh thủy tới xông nhà. Cụ thể, những tuổi sau đây sẽ hợp xông nhà cho gia chủ Tân Dậu 1981, Quý Sửu 1973, Mậu Thìn 1988, Kỷ Tỵ 1989, Đinh Sửu 1997, Canh Thìn 2000, Tân Tỵ 2001. Người đến xông nhà đầu năm là nam hay nữ đều tốt, chỉ cần người đó hợp tuổi, sống chân thành, tử tế và luôn yêu thương mọi người thì sẽ mang đến cho gia chủ những điều may mắn. 2. Xuất hành đầu năm 2024. Xuất hành mùng 1 Tết, mệnh chủ đi về hướng Đông Nam để đón tài thần, hướng Đông Bắc để đón hỷ thần. Các khung giờ hoàng đạo tốt cho việc khởi hành của Nam Tân Dậu như sau: giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Dậu 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ. Vâng, thưa quý vị, lo âu tuổi trung niên có lẽ là cái hố lớn nhất của một đời. Người mệt mỏi với việc ứng phó với cuộc sống đã trở thành thường thái trong cuộc sống của rất nhiều người. Bôn ba vốn dĩ rất mệt mỏi rồi, nhưng khó hơn nữa là tâm lại càng mệt mỏi hơn. Trong tình huống này, tu hành trở nên vô cùng quan trọng. Với tác giả, tu hành chính là một hành trình chế ngự trái tim. Khi tim đã được chế ngự, sự phẫn nộ sẽ không còn là phẫn nộ, phiền não sẽ không còn là phiền não, cảm xúc tiêu cực sẽ không còn là cảm xúc tiêu cực, khó khăn cũng không còn là khó khăn. Vậy làm sao để chế ngự được trái tim? Tác giả nói, nhận thức phát giác ra được hành vi hàng ngày, phát giác ra được xuất phát điểm là được. Chẳng hạn, khi bạn lo lắng người khác nhìn nhận mình như nào, hãy nhìn vào cái lo lắng của bạn, hãy để bản thân nhận ra rằng lo lắng xuất hiện rồi. Khi bạn sợ hãi người khác coi thường mình, hãy nhìn vào cái sợ hãi của bạn, nói với bản thân, sợ hãi xuất hiện rồi. Chỉ cần làm được như vậy, bạn sẽ phát hiện ra rằng mình có thể cảm nhận được sự lo lắng, nhưng mình không lo lắng. Mình phát giác ra được sự sợ hãi, nhưng mình không sợ hãi. Khi bạn đã phát giác ra được điều gì, dũng cảm đối mặt với nó, bạn sẽ càng dễ thoát ra được khỏi cảm xúc tiêu cực hơn. Thực ra, cuộc sống vốn dĩ rất đơn giản, nhưng đại não của chúng ta lại cứ thích phức tạp hóa mọi chuyện lên. Nếu như chúng ta có thể kịp thời phát hiện, nhìn ra được cảm xúc của mình, vậy thì mỗi ngày của chúng ta đều sẽ trở nên dễ kiểm soát hơn rất nhiều. Đường tắt thực sự chính là đừng đi đường tắt. Sau khi làn sóng Internet ập đến, rất nhiều người trong chốc lát bỗng cảm nhận được khoảng cách rất rõ nét giữa giàu và nghèo. Cứ như vậy, rất nhiều người trẻ xuất thân bình thường bắt đầu nghĩ, liệu có đường tắt nào giúp mình thành công nhanh hơn không? Đối với tác giả, suy nghĩ này là rất bình thường. Chính bản thân anh cũng đã từng có những suy nghĩ như vậy. Nhưng sau khi bước qua tuổi 40, anh mới phát hiện ra, tất cả những đường tắt trước đó đều trở thành đường vòng, còn đường tắt thực sự chính là đừng đi đường tắt. Vì sao không đi đường tắt, ngược lại lại nhanh hơn? Tác giả cho rằng chỉ khi thực sự quyết tâm đi làm, rất nhiều việc sẽ không còn khó nữa. Nếu muốn trở thành chuyên gia ở một lĩnh vực nào đó, mỗi ngày bỏ ra 5,6 tiếng đồng hồ tìm tòi học hỏi, kiên trì 10 năm, không thành thánh nhân thì cũng thành bậc thầy. Muốn học tiếng Anh, mỗi ngày bỏ ra 2,3 tiếng đồng hồ luyện tập, kiên trì 10 năm, dù không thể lưu loát tới trình một người bản địa 100% thì cũng được 80%. Muốn tạo nên thương hiệu, hãy bám vào một ý niệm, ý tưởng, từng bước một bước đi, kiên trì tích lũy khách hàng, kiên trì 10 năm, thương hiệu non nớt tự nhiên sẽ trở thành thương hiệu quen thuộc. Cá nhân tôi muốn nói với các bạn rằng, nghiêm túc đi từng bước một cũng là một kiểu tu hành. Mỗi bước chúng ta đi sẽ trở thành dinh dưỡng cho việc tu hành của chúng ta, và cuộc sống nghiêm túc sẽ trở thành đạo trường để chúng ta tu hành.
quan tâm tới quá trình, quá trình quan trọng hơn kết quả. Người xưa nói, đời người 10 phần thì có tới 8, 9 phần không được như ý. Bạn sẽ phát hiện ra, trong thực tế cuộc sống, có những người sống rất vui vẻ, sởi lởi, nhưng cũng có những người sống rất ủ rũ khổ sở, là ông trời không công bằng ư. Thực ra rất nhiều khi không phải như vậy, tác giả cho rằng những người cảm thấy cuộc sống khó khăn, nhất định là những người quá coi trọng kết quả. Vì sao nói như vậy? Vì khi chỉ quan tâm tới kết quả, chúng ta sẽ rất dễ có những suy nghĩ phiến diện trong đánh giá chính mình. Chẳng hạn như hôm nay chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ, nhưng nếu chỉ nhìn kết quả, thì ngày hôm nay có lẽ lại chẳng làm được gì to tát lắm. Và từ đó bạn sẽ nảy sinh ra suy nghĩ tiêu cực, kiểu như lại bận rộn vô ích cả một ngày, không làm được việc gì, nếu chỉ nhìn vào kết quả, thường sẽ chẳng thu lại được gì. Bởi một khi kết quả không được lý tưởng, ta sẽ lại cảm thấy cuộc sống thật khó khăn, nếu thứ bạn quan tâm không phải kết quả mà là quá trình. Tác giả cảm thấy, quan tâm nhiều hơn tới quá trình, trải nghiệm quá trình, thả mình vào trong đó, không quá căng thẳng với kết quả đạt được, bất kể kết quả ra sao, bạn đều có được những thu hoạch rất lý tưởng. Tâm từ bi bạn sẽ sống vui vẻ hơn, rất nhiều người sống không thuận lợi, đó là bởi vì họ quá muốn kiểm soát cuộc sống, con cái không nghe lời, làm trái ý, họ tức giận, muốn kiếm tiền nhưng có người cản trở, họ tức giận muốn thăng chức nhưng ông chủ không đồng ý, họ tức giận, tất cả của tất cả cũng đều chỉ vì họ chỉ sống trong cái thế giới đầy khát vọng của bản thân, bị khát vọng khống chế, muốn giải phóng sự đau khổ này, chúng ta cần phải tu hành ngay chính trong cuộc sống. Tác giả cảm thấy, sự tu hành trong cuộc sống được tổng kết lại với ba chữ, đoạn, trí và bi. Đoạn là kịp thời cắt đứt hết phiền não, không để cảm xúc tiêu cực hay nóng giận khống chế, trí là linh hoạt trong xử lý các mâu thuẫn, quan tâm nhiều hơn tới quá trình, bớt chăm chăm vào kết quả lại. Còn bi chính là sự từ bi, lòng tốt, sự lương thiện, từ bi sẽ hiện lên khuôn mặt của mỗi người. Những người như vậy vẫn may nhất định không kém ai, cảm nhận trọn vẹn mỗi ngày, quan tâm hơn tới quá trình, bớt chăm chăm vào kết quả, luôn lương thiện, từ bi khi đối nhân xử thế. Chỉ có như vậy, tâm của chúng ta mới nở ra một đóa hoa, cuộc đời của chúng ta mới ngập tràn ánh nắng và sự rực rỡ. Như Tagore đã nói, chỉ sau khi được mài giũa dưới địa ngục mới có được sức mạnh tạo ra thiên đường, chỉ những ngón tay từng chảy máu mới có thể đàn ra những bản nhạc kinh điển trên thế giới. Mong rằng tất cả chúng ta đều có thể hướng vào bên trong nhìn chính mình, ngước ra ngoài nhìn thế giới, từ đó thu hoạch được cho mình một cuộc sống hạnh phúc, ung dung và mỹ mãn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.